Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, có câu, đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Và sau lưng ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh không chỉ có một người phụ nữ mà có đến ba người phụ nữ trở thành trợ thủ đắc lực. Đó chính là vợ và hai con gái của ông chủ ngành đồ uống. Trong đó, ái nữ Trần Uyên Phương được nhắc đến nhiều hơn cả. Ông Trần Quý Thanh và bà Phạm Thị Nộ có ba người con, gồm con gái lớn Trần Uyên Phương, con gái hai Trần Ngọc Bích và người con trai út Trần Quốc Dũng. Trong đó, hai con gái là Trần Uyên Phương, sinh năm 1981 và Trần Ngọc Bích, sinh năm 1984, được cho là thế hệ kế cận để nhận chuyển giao quyền lực tại doanh nghiệp. Tại Tân Hiệp Phát, bà Trần Uyên Phương chủ yếu đảm nhận phát triển thị trường, đối ngoại, mở rộng xuất khẩu, còn bà Trần Ngọc Bích hoạt động tại mảng quản trị nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy, dường như cái tên được nhắc nhiều hơn cũng như xuất hiện thường xuyên hơn trước công chúng là bà Trần Uyên Phương. Năm 19 tuổi, ái nữ tập đoàn Tân Hiệp Phát bắt đầu chương trình chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Singapore. Sau 4 năm học đại học, bà trở về Việt Nam làm việc cho công ty của gia đình. Thời điểm đó, bà Uyên Phương nhận được công việc đầu tiên ở Tân Hiệp Phát là thư ký giám đốc marketing, rồi được thuyên chuyển làm nhân viên phiên dịch cho giám đốc dự án ERP. Hiện bà đang giữ chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn chia sẻ về hành trình tìm chỗ đứng của mình trong chính công ty của gia đình. Bà Uyên Phương từng nói: "Tôi nghĩ cách mọi người đối xử với mình như thế nào không quan trọng, bằng cách tôi đón nhận nó và tìm cách xử lý, hoàn thiện công việc." Năm 2012, bà Uyên Phương tiếp tục theo học tại chương trình đào tạo dành cho các nhà lãnh đạo tổ chức doanh nghiệp tại Đại học Harvard Mỹ. Bà Phương được biết đến là đã thực hiện thành công chiến lược truyền thông hiệu quả cho 12 nhãn hàng của Tân Hiệp Phát trong nhiều năm qua và đồng thời thành công trong việc quảng bá thương hiệu Tân Hiệp Phát ra thế giới. Bên cạnh là thành viên của tổ chức các nhà lãnh đạo trẻ YPO Young Presidents Organization, bà Phương còn là lãnh đạo danh dự của các nước Cộng hòa Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ tháng 8/2018 tháng 7/2019. Bên cạnh đó, bà Phương còn được biết đến là tác giả của hai cuốn sách Chuyện nhà Dr. Thanh và Competing with Jeans, tạm dịch là Vượt lên người khổng lồ. Trong bài đăng với tiêu đề Force, sách của Trần Uyên Phương thể hiện tinh thần người Việt, báo viên Express cho biết vượt lên người khổng lồ là quyển sách đầu tiên do người Việt viết được for Books xuất bản. Sách do Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát viết cùng nhà báo Anh Jackie Horn và chuyên gia kinh tế Mỹ John Kedder. Nội dung chủ đạo của cuốn sách viết về quá trình ông Trần Quý Thanh xây dựng công ty Tân Hiệp Phát từ hai bàn tay trắng, vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp nước giải khát lớn nhất thị trường Việt, thậm chí vượt qua Coca-Cola, PepsiCo ở một số ngành hàng. Thông qua đó cuốn sách làm bật tinh thần không gì là không thể, triết lý nền tảng giúp Việt Nam dần trở thành con hổ mới của châu Á, trong đó có câu chuyện cha con ông Trần Quý Thanh và Trần Uyên Phương từ chối vụ chào mua Tân Hiệp Phát trị giá 2,5 tỷ đô la từ tập đoàn Coca-Cola vào năm 2012. Sự kiện ra mắt cuốn sách này có 150 khách mời tham gia, trong đó có nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực, cũng có bạn học của bà Trần Uyên Phương khi còn du học ở nước ngoài. Với chuyện nhà Dr. Thanh, đó là cuốn tự truyện công khai những thâm cung bí sử ở gia tộc kinh doanh có tiềm lực và giàu có bậc nhất này. Cuốn sách là những dòng cảm xúc, những suy nghĩ ghi chép được gom góp bằng mọi sự kính nể, trân trọng và yêu thương của Trần Uyên Phương khi viết về gia đình mình với những câu chuyện rất thật. Chuyện nhà Dr. Thanh được Trần Uyên Phương dành nhiều tâm huyết viết trong gần 10 năm và vừa ra mắt đã gây ra một cơn sốt thực sự trên thị trường với hơn 11.285 cuốn đã bán ra sau một tháng đầu tiên. Cứ mỗi cuốn sách được chọn mua, Trần Uyên Phương trích 20.000 đồng đưa vào quỹ tặng học bổng cho các học sinh nghèo học giỏi. Thời điểm năm 2017, quỹ đã có 225.700.000 đồng, lập kỷ lục mới trong ngành xuất bản Việt. Với tài năng và học thức của mình, bà Uyên Phương không dễ dàng bị lu mờ trước tượng đài lớn là bố Trần Quý Thanh mà tự tạo cho mình tên tuổi riêng và là hình mẫu người phụ nữ hiện đại khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Nói đến Tân Hiệp Phát là cây cao thì chắc chắn những lùm xùm pháp lý liên quan tới hoạt động của các cá nhân đứng đầu là gió lớn. Vậy bà Trần Uyên Phương đã vướng vòng lao lý tạo ra những cơn gió lớn này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Trước khi bị khởi tố bắt tạm giam cùng bố Trần Quý Thanh, dấu ấn bà Trần Uyên Phương để lại là một người phụ nữ tài năng, giàu có và cách làm việc đầy táo bảo nhưng cũng có thương vụ mua bán, sát nhập khiến bà Phương xa lầy. Một, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ VNAMC. Trong bài viết được đăng tải với tiêu đề Gia đình ông Trần Quý Thanh và hành trình xây dựng đế chế Tân Hiệp Phát, báo Lao động cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ VNAMC của Tân Hiệp Phát được thành lập vào ngày 7 tháng 3 năm 2018. Trong đó, hai cổ đông lớn nhất là bà Trần Nguyên Phương và Trần Ngọc Bích với tỷ lệ vốn góp là 50%. Công ty có vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Hai ngành nghề kinh doanh chính là mua bán nợ và dịch vụ môi giới, tư vấn mua bán nợ. Công ty mua bán nợ VNAMC ra đời sau gần một năm Quốc hội ban hành nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu Cùng thời điểm đầu năm 2018 thì ngoài VNAMC có hàng chục công ty mua bán nợ xấu khác nhau ra đời. Mục tiêu chính của các công ty này nhằm thâu tóm dự án bất động sản bị thế chấp tại ngân hàng với giá rẻ, từ đó thì tiến đến phát triển hoặc chuyển nhượng. 2. Bắt tay cùng tập đoàn Chia One nhưng thua đậm. Năm 2020, bà Phương từng chi khoảng 350 tỷ đồng để mua 22% cổ phần của công ty Yuan Group, ước tính là giá mua vào của bà Phương là 50.000 đồng một cổ phiếu. Bắt tay với Yuan thì bà Phương đã kỳ vọng sẽ tận dụng hệ thống quảng cáo của tập đoàn này để thúc đẩy doanh số cho Tân Hiệp Phát nhưng đã không thành công. Giá cổ phiếu YEG sau đó liên tục lao dốc đã khiến cho bà Trần Nguyên Phương phải nhiều lần bán ra, cắt lỗ 65 đến 70% giá gốc đầu tư. Đầu năm 2022, bà Phương bất ngờ mua gần 3,7 triệu cổ phiếu YEG thông qua giao dịch thỏa thuận với chủ tịch hội đồng quản trị Yeo Wan, Nguyễn Ảnh Nhượng Tống để nắm giữ mức hơn 14% vốn. Và chỉ ít tháng sau ngày 26 tháng 5 năm 2022, bà Trần Uyên Phương chính thức thoái sạch vốn khỏi doanh nghiệp này. 3. Thành lập 10 công ty bất động sản rồi đột ngột giải thể. Năm 2018, ông Trần Quý Thanh gây xôn xao khi quyết tâm lấn sân vào lĩnh vực bất động sản. Ngay sau đó, Tân Hiệp Phát nhanh chóng thành lập hơn 20 doanh nghiệp có tổng vốn điều lệ là 20.000 tỷ đồng để hiện thực tham vọng này. Từ cuối tháng 4 năm 2019, có 10 công ty bất động sản đã được thành lập với cùng vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng do bà Trần Uyên Phương nắm 99,9%, bà Trần Ngọc Bích em gái giữ 0,05% và mẹ là bà Phạm Thị Nụ nắm giữ 0,05%. Một tháng sau đó, danh sách này đã được nối dài với việc thành lập công ty cổ phần đầu tư và bất động sản Lộc Điền có vốn điều lệ là 3.830 tỷ đồng, nhưng cơ cấu sở hữu không thay đổi. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi thành lập vào tháng 8 và tháng 9 năm 2019, 10 công ty trong số này đã đột ngột công bố giải thể. Lý do được đưa ra cũng là không có dự án để đầu tư, phát triển và về việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp không có hiệu quả. Thanh tra Bộ Tư pháp cũng đã vào cuộc làm rõ nghi vấn ông Thanh bà Bích và ông Phạm Phú Quốc, nhân viên Tân Hiệp Phát, thông đồng dìm giá quân xanh quân đỏ. Những con số xương xương liên quan đến ái nữ tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng đã phần nào nói lên độ giàu có và khối tài sản kích xù tính bằng con số không kéo dài của tập đoàn này. Tuy nhiên, trong quá trình đánh dấu tên tuổi của mình, bà Trần Uyên Phương cũng dính vào không ít rắc rối pháp lý liên quan đến trốn thuế và bất động sản. Sau thời gian dài tạm đình chỉ để điều tra bổ sung đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh cùng một số cá nhân khác, ngày 8 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quý Thanh, Trần Nguyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quý Thanh, Trần Nguyên Phương và tổ chức khám xét tại chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can. Như chúng tôi đã nhắc tới, cây cao đón gió lớn, người giàu nhiều hiểm nguy. Trên hành trình phát triển tân hiệp phát, bà Trần Uyên Phương là người phụ nữ tài năng mạnh mẽ trên thiên trường, không kém ai nhưng cũng không thể giữ bản thân khỏi xa lầy. Chính vì thế bà Trần Uyên Phương sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào là câu hỏi mà dư luận đang dành sự quan tâm. Và tất cả những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các video tiếp theo. Từ ái nữ nổi tiếng giàu có và tài năng của tập đoàn Tân Hiệp Phát giờ đây bà trần uyên phương đang phải đối mặt với những cuộc điều tra kéo dài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi